Khảo sát của phóng viên Chuyện Trưa 12 giờ cho thấy giá heo tại một số chợ truyền thống, chợ online và siêu thị bắt đầu hạ nhiệt. Trong khi đó, giá heo hơi tại nhiều vùng chăn nuôi ở khu vực phía Nam chỉ dao động quanh mức từ 45.000 đồng một ký, thấp hơn rất nhiều so với 1-2 tháng trước. Tại chợ Thanh Đa, Bình Thạnh, các tiểu thương cũng cho biết đã giảm mỗi kg thịt heo từ 20 đến 30.000 đồng so với trước. Đặc biệt, thịt ba rọi nhiều nơi đã hạ xuống 140.000 đồng một ký, sườn non 170.000 đồng một ký. Giá nó giảm nhiều đó con. Giá giảm tới 20%, tức là hàng nhiều. Mà người mua thì ít, trong ra nó sẽ số lượng nó dư ra nhiều. Bây giờ thì bán ít hơn hồi xưa nhiều. Tại vì người ta dịch sau dịch, người ta thứ nhất là không có tiền. Thứ hai nữa là ta cũng ngại đi đợt. Thực tế là những người ăn, người ta nói là tại sao giảm ít như vậy. Để mình, nhưng mà mình bán ra thì mình giảm tới mấy chục ngàn. Thì cái tiền lời mình nó cũng ít đi. Giá thịt heo trong nước giảm nhanh do chuỗi cung cầu sau giãn cách đã được phục hồi. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp cung cấp thịt heo trong nước vẫn cho rằng thịt heo đông lạnh nhập khẩu mới là nhân tố âm thầm khiến sức tiêu thụ thịt heo nóng trong nước sụt giảm. Trong khi đó, nghịch lý cung cầu làm giá thịt heo từ chuồng trại đến tay người tiêu dùng chênh lệch quá cao đến nay vẫn chưa được kéo giảm hợp lý. Ngoài ra, dịch bệnh cũng làm thu nhập và sức tiêu thụ của người dân giảm mạnh nên thị trường thịt heo khá ảm đạm. Từ người chăn nuôi qua tới cái người bán như chị là nó qua bao nhiêu cái trung gian thì nó cũng còn giảm bao nhiêu, hiểu không? Tức là cái nhà người ta chăn nuôi á, người ta bán cho cái đầu lái thương lái á, nó mua có hai mấy ba chục ngàn thôi, tới 4-5 người mới tới là người chị bán ra thì nó cũng không còn giảm bao nhiêu. Không, cô thấy thịt heo chợ vẫn cao. Trên tin tức thời sự thì nói là thịt heo này giảm rồi, xuống rồi, nhưng mà cô đi vẫn thấy cao, không có xuống. Thì mà lúc mà chưa dịch á thì ba rọi là 180-200, thì 220 lúc ngồi trong dịch á. Thì bây giờ khi mà dịch xong rồi vẫn còn 180-200. Mình muốn ăn thì mình mua thôi, chứ còn mà cô thấy nó không có xuống. Hiện giá thịt heo tại các cửa hàng thực phẩm như Vision hạ từ 10 đến 20% so với tháng trước. Nhiều bếp ăn công nghiệp, trường học, nhà hàng, khách sạn hiện vẫn chưa mở lại nhiều nên khó đẩy nhu cầu tăng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong ngành này kỳ vọng khi giá thịt giảm, sức mua có thể cải thiện trong thời gian tới. Chúng ta nhận định là thị trường tăng nhẹ, nhưng cái giá này nó chưa có sự hài hòa giữa người chăn nuôi và nhu cầu thị trường. Cho nên chính chỗ đó giá hiện nay đang dao động khoảng 45-46 ngàn, thậm chí có những nơi heo chuẩn thì lên là 48 ngàn. Thì như vậy đây vẫn là nằm ở dưới giá thành chăn nuôi. Về tổng lượng của Vitsan bán ra thị trường thì so với trước dịch thực sự giảm rất nhiều. Dữ liệu từ Tổng cục Thống kê hết tháng 9 đang heo cả nước tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2020. Sản lượng heo hơi xuất chuồng đạt hơn 3 tỷ tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đàn heo quá lứa còn ứ động lại trong chuồng chưa xuất bán khoảng 30%, tương đương khoảng 1,5 triệu con. Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, từ đầu năm đến nay, cả nước đã nhập khẩu khoảng 257.000 tấn thịt heo, tương đương với lượng heo giết mổ là 4 triệu con. Lượng thịt heo nhập khẩu khá lớn này cũng đang gây áp lực nhất định tới giá heo hơi trong nước. Thì đây cũng là một trong những cái đối thủ của người chăn nuôi, bởi vì hiện nay chăn nuôi đã khó khăn, bởi vì với cái tình hình nhập khẩu như thế này thì sẽ càng gây khó khăn và lại càng làm cho cái giá heo hơi khó có thể phục hồi lại được cái giá mà người chăn nuôi có thể có lãi được. Giống như hiện nay và cái giá heo hơi mà người chăn nuôi bán ra nó đang dưới giá thành, kết hợp với cái tình hình dịch tễ phức tạp, cho nên là cái việc tái đàn của bà con nó cũng rất là hạn chế. Mà cái tình hình khó khăn của 7-8 tháng nay á, là gần như là các người chăn nuôi đều lỗ hết, cho nên là bà con hiện nay tái đàn cũng đang rất là dè chừng. Kích cầu tiêu dùng để nông dân tiêu thụ được heo cũng là tiền đề cho giá heo hơi tại chuồng tăng cao, đang là giải pháp mà thành phố Hồ Chí Minh áp dụng. Giải pháp trước mắt này kỳ vọng trong 2 tháng tới, lượng heo tiêu thụ sẽ tăng thêm từ 10 đến 20%. Các doanh nghiệp lớn cũng lên kế hoạch tích trữ để tránh tình trạng thiếu hụt thịt heo, dẫn đến cuộc khủng hoảng ngược so với hiện tại là nguy cơ thiếu thịt heo vào tháng cuối năm, đặc biệt là dịp Tết Nguyên Đán. Ngay từ bây giờ, Vitsan đã ký hợp đồng liên kết các chủ trại lớn như CB, CJ và Zappa. Đồng thời với trại heo của Vitsan nữa thì Vitsan vẫn bảo đảm cái nguồn cung trong dịp Tết này bảo đảm là ổn định. Hiện nay chúng ta đang trong điều kiện bình thường mới, nhưng nếu các hệ thống nhà hàng, khách sạn, các trường học không hoạt động lại ổn định bình thường thì tôi nghĩ là
không những mà không thiếu mà có khả năng sẽ có hiện tượng dư thừa trong dịp Tết này. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh Covid-19, nhu cầu thịt heo trên thị trường đã giảm nhiệt thì cần có chính sách điều tiết thịt heo nhập khẩu hợp lý để kích thích người chăn nuôi trong nước, đặc biệt khi nguồn cung các loại thịt trong nước đang thừa.